Xin được nồng nhiệt chào mừng quý vị và các bạn đã đến dự chương trình gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9. Trước khi chương trình gặp mặt truyền thống được bắt đầu, xin kính mời quý vị sẽ cùng thưởng thức một số tiết mục ca mối nhạc do Đoàn nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh biểu diễn. Thưa quý vị và các bạn, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu, nhân dân ta đã đấu tranh ngoan cường, giành được những thắng lợi to lớn trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Những thắng lợi ấy càng tạo thêm niềm tin cho mỗi người dân Việt Nam tiếp tục tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh. Bài hát Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi, âm nhạc Huy Du, biên đạo Tạ Yến, mời quý vị cùng thưởng thức. Dẫu con đường vượt qua.